bồ tát hướng về thành tựu nhất thiết trí huệ siêng học siêng tu đủ thứ tự tại lực hết thảy thần thông biến hóa đều từ trong vô lượng biển nguyện khắp sinh ra cho nên mười phương cõi nước đều do nguyện lực của bồ tát mà thành tựu tù các biển hạnh chẳng bờ mé vào cảnh giới phật cũng vô lượng và tịnh các cõi nước mười phương mỗi cõi trải qua vô lượng kiếp bồ tát tu hành các biển hạnh cũng chẳng có bờ mé vào cảnh giới của Phật cũng vô lượng vô biên vì thanh tịnh trang nghiêm các cõi nước mười phương mà mỗi cõi nước đều trải qua vô lượng kiếp thời gian. Chúng sinh bị phiền não nhiễu trược, phân biệt dục lạc chẳng một tướng, tùy tâm thọ nghiệp không nghĩ bản, tất cả biển cõi đều thành lập. Hết thầy tất cả chúng sinh đều bị vô minh phiền não làm nhiễu loạn mà hỗn trược. Chúng sinh tham dục lạc chẳng phải là một thứ tướng mà là nhiều thứ tướng. Chúng sinh tùy tâm tham muốn mà tạo ra đủ thứ nghiệp. Tạo nghiệp gì thì thọ quả báo đó. Đây là không thể nghĩ bàn. Người phương tất cả biển cõi đều vì nghiệp lực của chúng sinh sở cảm mà thành lập. Phật tử biển cõi trang nghiêm tạng, Địa cấu quang minh báu thành tựu, đều do tâm tin hiểu rộng lớn, mười phương an trụ đều như vậy. Bồ Tát Phổ Hiền nói, các vị đệ tử của Phật, biển cõi nước của chư Phật trang nghiêm thành tịnh tạng, lìa tất cả trần cấu là các quang minh báo trang nghiêm mà thành tựu. Vì khi thuở xưa tu hành thì có tâm tin hiểu rộng lớn cho nên người phương cõi nước an trụ đều như vậy. Bồ Tát hay tu hạnh phổ hiền, du hành pháp giới trong hạt bụi. Trong bụi đều hiện vô lượng cõi, thanh tịnh rộng lớn như hư không hết thảy Bồ Tát đều hay tù hạnh môn của phổ hiền, tận hư không biến pháp giới đều du hành trong tất cả hạt bụi, nhậm vận tự tại truyền đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh trong mỗi hạt bụi đều hiện ra vô lượng cõi nước, trừ Phật mười phương trong mỗi hạt bụi lại thanh tịnh rộng lớn như hư không. Tận cõi hư không hiện thần thông đều đến đạo tràng chỗ chư Phật. Trên tòa hoa sen hiện các tướng, mỗi thân bao hàm tất cả cõi tận hư không biến pháp giới, Phật đều hiện đại thần thông, có thể đến khắp trong mỗi hạt bụi truyền đại pháp luân, cũng có thể đến đạo tràng của chư Phật để cúng dường chư Phật. Ngồi trên tòa sư tử hoa sen thị hiện 32 tướng, 80 vẻ đẹp, mỗi thân đều bao hàm tất cả cõi nước chư Phật. Một niệm khắp hiện ra ba đời, tất cả biển cõi đều thành lập, Phật dùng phương tiện đều vào trong, đây là nghiêm tịnh của tỷ lô. Phật có thể ở trong một niệm hiện ra thời gian ba đời, tất cả biển cõi của chư Phật đều thành lập. Phật dùng pháp môn phương tiện vào trong cõi Phật. Cảnh giới này do Phật tỷ lô giá na nghiêm tịnh mà thành tựu. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng, các Phật tử mỗi mỗi thế giới hải đều có sự nương tựa mà trụ. Nhiều như số hạt bụi thế giới hải, lúc đó Đại Bồ Tát Phổ Hiền lại nói với đại chúng Bồ Tát rằng, các vị đệ tử của Phật các vị nên biết trong mỗi thế giới hải đều có sự nương tựa mà trụ, nhiều như số hạt bụi thế giới hải, hoặc nương tất cả trang nghiêm mà trụ, hoặc nương hư không mà trụ, hoặc nương tất cả quang minh bóng mà trụ, hoặc nương tất cả quang minh của Phật mà trụ, hoặc nương tất cả màu bóng quang minh mà trụ, hoặc nương tất cả âm thanh của Phật mà trụ, hoặc nương nghiệp như huyễn sinh đại lực Atula tay hình kim cang mà trụ, hoặc nương thân của tất cả thế chủ mà trụ, hoặc nương thân của tất cả Bồ Tát mà trụ, hoặc nước nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, sinh ra tất cả biển trang nghiêm sai biệt mà trụ. Việc thứ hai của thế giới hải là nương tựa mà trụ, cũng có 10 thứ, một hoặc có thế giới hải nương tựa tất cả sự trang nghiêm mà trụ, hai hoặc có thế giới hải nương tựa hư không mà trụ. 3, hoặc có thế giới hài, nương tất cả bóng quang minh mà trụ. 4. Hoặc có thế giới hài, nương quang minh của tất cả chư Phật mà trụ. 5. Hoặc có thế giới hài, nương tất cả bảo sắc quang minh mà trụ. 6. Hoặc có thế giới hài, nương âm thanh của tất cả chư Phật mà trụ. 7. Hoặc có thế giới hài, nương nghiệp như huyễn, du hí thần thông, sinh đại lực Atula, hình tay kim cang mà trụ. 8 hoặc có thế giới hải nương thân thế gian chủ Phật mà trụ. 9. Hoặc có thế giới hải nương thân Bồ Tát mà trụ. 10. Hoặc có thế giới hải nương nguyện lực của Bồ Tát phổ hiền phát ra, sinh ra tất cả biển trang nghiêm khác biệt mà trụ. Chư Phật tử, thế giới hải có sự nương tựa mà trụ như vậy, thầy nhiều như hạt bụi thế giới hải. Bồ Tát Phổ Hiền nói, các đệ tử của Phật, thế giới hải nương tựa mà trụ, nói tổng quát, thì có 10 thứ như ở trên vừa nói, nếu nói tỉ mỉ thì nhiều như hạt bụi thế giới hải. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, Bèn nương oan lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng. Lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền muốn tuyên lại ý nghĩa trường hàng ở trên, Bèn nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới mà dùng kệ để nói rõ ý nghĩa lý ở trên. Cảnh giới của kinh hoàng nghiêm không thể nghĩ bàn, không thể diễn tả. Nếu chiếu theo tư tưởng suy nghĩ của một số người thì vốn chẳng cách chi giải thích về đạo lý này. Cảnh giới này cũng là việc không thể được. Làm thế nào mà có thể ở trong một hạt bụi giúp nạp được ba ngàn đại thiên thế giới, pháp giới lớn như thế? Còn hạt bụi thì nhỏ như vậy, làm sao có thể trong nhỏ giúp lớn? Dòng cảnh giới này tuyệt đối là chân thật, chứ chẳng phải nói dối. Nhưng cảnh giới viên dung vô ngại này chẳng phải một số hút phàm phu tục tử tin được. Chúng ta chẳng có ngũ nhãn, chẳng có lục thông, cho nên chẳng tin cảnh giới này. Cảnh giới kinh hoa nghiêm này dùng Phật nhãn, Pháp nhãn, Huệ nhãn, Thiền nhãn, Nhục nhãn, chẳng phải nhục nhãn của phàm phu để quan sát. Thì có thật cảnh giới này, cho nên cảnh giới này là cảnh giới vi diệu, là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Đầy khắp mười phương cõi hư không, hết thảy tất cả các cõi nước được thần lực như lai gia trì nơi nơi hiện tiền đều thấy được khắp trong mười phương cõi hư không giới hết thảy mười phương tất cả cõi nước chư phật đều được thần lực của chư phật gia trì mọi nơi đều hiện tiền hết thảy tất cả chúng sinh đều thấy được hoặc có đủ thứ các cõi nước thảy đều lìa cống bóng thành tựu mani thành tịnh thủ diệu nhất óng ánh hiện khắp biển quang minh hoặc là có đủ thứ hình trạng các cõi nước khác nhau, đều lìa trừ tất cả bụi bặm nhiễm ô do các bóng trang nghiêm thành tựu cõi nước, mà nì bóng thanh tịnh thù thắng vì diệu nhất, mỗi thế giới đều óng ánh như ánh lửa. Các hiện ra quang minh nằm màu mười sắc, chẳng những sáng chói mà quang minh chiếu như biển. Hoặc có cõi quang minh thành tịnh, nương tựa cõi hư không mà trụ, hoặc nương tựa biển mà nì bóng, hoặc an trụ trong quang minh tạo hoặc có thế giới hài thanh tịnh quang minh nương tựa cõi hư không mà trụ, hoặc nước biển mani báu mà trụ, lại có thế giới an trụ trong đại quang minh tạm. Như lai tại chúng hải hội này, diễn nói pháp luân đều xảo diệu, cảnh giới trừ Phật rộng vô biên, chúng sinh thấy được tâm hoàn hỉ. Phật ở tại đạo tràng trong đại chúng hải hội, diễn nói tất cả các pháp truyền đại pháp luân đều xảo diệu không thể nghĩ bàn cảnh giới chư Phật rộng lớn chẳng có bờ mé, để thảy tất cả chúng sinh thấy được cảnh giới này đều sinh tâm đại hoan hỷ ý giáo phụng hành. Có cõi nghiêm sức bằng mani, hình như đèn hoa phân bố rộng, mây quàng hương diễm màu óng ánh, dùng báu đẹp lưới quang minh trẻ. Có thế giới dùng mani báu để trang nghiêm tu sức hình trạng như đèn hoa sen bóng phân bổ rộng lớn khắp tất cả thế giới lại có hương diễm mây quang mình óng ánh ở phía trên dùng lưới quang mình báu đẹp che rất trang nghiêm đẹp đẽ hoặc có cõi nước chẳng bờ mé an trụ hoa sen biển sâu rộng rộng lớn thành tịnh rất đặc thù do trừ phật tu trang nghiêm đẹp hoặc có cõi nước trừ phật chẳng có bờ mé an trụ hoa sen biển cả sâu rộng lớn vừa thành tịnh vừa đặc thù khác với thế giới khác đó là nhờ căn lành vi diệu của chư phật trang nghiêm quy cụ của chùa kim sơn chúng ta chẳng giống với các đạo tràng khác trên thế giới ví như nghi thức thỉnh pháp có người cho rằng rất kỳ lạ thấy điều chưa thấy nghe việc chưa nghe nghi thức thỉnh pháp này giống như Đức phật còn tại thế khi phải thuyết pháp thì nhất định phải có người thỉnh pháp nếu không thì chẳng nói pháp ngoại trừ kinh a di đà Kiên lặng nhập định, người thỉnh Pháp phải đi nhiễu bên phải Đức Phật ba vòng, biểu thị sự tôn kính vô thượng, nghi thức thỉnh Pháp của Chùa Kim Sơn chúng ta trở lại thời xưa, khôi phục lại quy củ hồi thời Phật Thích Ca. Khi Pháp Sư giảng kinh, thì nhất định phải có người thỉnh Pháp như thế mới hợp với Phật chế, chứ chẳng phải tiêu tần lập dị. Người thỉnh Pháp phải trịnh trọng về việc này, tất cùng tất kính, cầm cây hương cao bằng chân mày, mắt nhìn tâm bước. Nhiếp tâm nghĩ, chư Phật ở trên hư không đến nhiếp thọ thỉnh Pháp, từ từ đi nhiễu bên phải ba vòng. Sau đó, đến trước Phật đảnh lễ, xong trở về chỗ ngồi. Các bạn phải biết công đức thỉnh Pháp là vô lượng, tương lai nhất định biện tài vô ngại, sẽ giảng kinh thuyết Pháp. Ngài Phú Lâu Na là người thuyết Pháp bậc nhất trong hàng đệ tử của Phật. Tại sao Ngài khéo về thuyết Pháp? Vì thủa xưa, phàm Ngài gặp thiện tri thức bèn trí thành khẩn thiết, thỉnh pháp thọ giáo cho nên đắc được quả báo biện tài vô ngại. Hiện tại tôi giảng kinh thuyết pháp cho các vị nghe, dù hay hoặc không hay, đều chẳng phải tôi giảng, mà là thế trừ Phật, Bồ Tát giảng hoặc là phiên dịch truyền đạt mà thôi. Khi các vị nghe kinh thì phải quán triệt nghĩa kinh viên mãn, phải vận dụng sức khảo lự, đừng có nuốt chửng ăn mà chẳng biết mùi vị, càng không thể biết một hiểu nửa, tựa như đúng mà sai chẳng triệt đẻ nếu như vậy thì vĩnh viễn chẳng thành tựu thì nói chi đến sự khai ngộ trước kia có hai người trên đường đi nhìn thấy dấu chân voi người trí nói rằng con voi lớn đi trước chúng ta là voi mẹ và còn mang thai trong thai là voi cái mắt bên phải bị mù có một phụ nữ ngồi trên lưng voi người phụ nữ đó cũng mang thai cũng là con gái người ngu chẳng tin hai người vì muốn rõ chuyện này cho nên cấp tốc đi mau lên chẳng bao lâu thì đuổi kịp con voi lớn quả nhiên đúng như lời người trí đã nói lúc đó người ngu rất khen ngợi sự cao kiến của người trí bèn thỉnh cầu là do đâu mà biết người trí nói thấy dấu nước tiểu tung tóe là voi mẹ dấu chân voi bên phải sâu dấu chân bên trái cạn thì biết được là trong thai là voi cái cỏ dọc đường bên phải ngay ngắn cỏ dọc đường bên trái bị voi ăn biết được là mắt phải bị mù chỗ voi đứng có dấu chân phụ nữ dấu chân bên phải sâu dấu chân bên trái cạn biết được là có mang thai cũng là con gái phân tích rất rõ ràng đó là sức từ khảo cũng là nghe một biết mười nghiên cứu phật pháp cũng phải như vậy thì mới có thể minh bạch cứu kính hoặc có biển cõi tùy luân truyền nhà Phật thần lực được an trụ. Các chúng Bồ Tát khắp trong đó thường thấy vô số bóng rộng lớn, hoặc có biển cõi nước tùy theo luân truyền. Nhờ đại oai thần lực của Phật mà được an trụ, hết thảy Bồ Tát khắp ở trong biển cõi nước đó thường thấy vô lượng số châu báu rộng lớn. Có cõi trụ nơi tay kim càng, hoặc trụ nơi thân, thiên chủ đấng tỷ đô giá na vô thượng, thường ở nơi đó truyền pháp luân hoặc có thế giới trụ ở trong tay kim càng của Atula, hoặc có thế giới trụ trên thân của thiên chủ. Phật Tỳ Lô Giá Na là thế tôn vô thượng, ngài luôn luôn ở trong thế giới đó, truyền đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Hoặc nương trụ cây báu bằng phẳng, trồng mây hương diễm cũng như thế, hoặc nương tựa trong các đại thủy, hoặc nương biển kim càng kiên cố. Hoặc có thế giới, nương tựa cây bóng bằng phẳng mà trụ, hoặc có thế giới nương tựa ở trong mây hương diễm, hoặc có thế giới nương tựa tất cả đại thủy mà trụ, hoặc có thế giới nương tựa biển kim cang kiên cố mà trụ. Hoặc có cõi nương kim cang tràng, lại có cõi trụ trong biển hoa, thần thông rộng lớn khắp hết thảy, kỳ lô giá na mới hiện được. Hoặc có thế giới nương tựa kim cang tràng mà trụ, hoặc có thế giới nương tựa biển hoa mà trụ, sự thần thông biến hóa rộng lớn như thế, đến khắp hết thảy mọi nơi, chỉ có Phật tỷ lô giá na mới hiện ra được cảnh giới như thế. Hoặc dài hoặc ngắn vô lượng loại, hình tướng tròn cũng chẳng phải một, diệu trang nghiêm tạng rất thủ đặc, thành tịnh tu trị mới thấy được. Hoặc có thế giới hình dài, hoặc có thế giới hình ngắn, có vô lượng đủ thứ hình trạng, hình tròn cũng như thế, chẳng phải một loại, mà nhiều loại sự trang nghiêm vi diệu này rất thù đặc người tu trị thành tịnh mới thấy được cảnh giới này như vậy đủ thứ lại khác nhau tất cả đều nương trụ nguyện hài hoặc có cõi nước trụ trên không trừ phật như mây đều đầy khắp đủ thứ sự khác nhau như vậy hết thảy tất cả thế giới đều nương tựa nguyện hài của chư phật bồ tát mà trụ hoặc có cõi nước thường trụ ở trong hư không trừ Phật nhiều như mây đều đầy rẫy ở trong các cõi nước, hoặc treo tre trong không mà trụ, hoặc có khi có hoặc không có, hoặc có cõi nước rất thanh tịnh trụ trong mũ bóng của Bồ Tát, hoặc có thế giới hít treo che tre ở trong hư không mà trụ, hoặc có lúc có thế giới, hoặc có lúc chẳng có thế giới, hoặc có cõi nước rất thanh tịnh trụ ở trong mũ bóng của Bồ Tát đội, mười phương chư Phật đại thần thông, tất cả đều thấy ở trong đó, âm thanh chư Phật đều đầy khắp, đều do nghiệp lực hóa hiện ra. Đó đều là đại thần thông diệu dụng của mười phương ba đời tất cả chư Phật hiện ra, hết thầy tất cả chư Phật Bồ Tát và tất cả chúng sinh đều thấy nhau ở trong đó. Âm thanh của chư Phật diễn nói diệu pháp đầy khắp mọi nơi, đó là do nghiệp lực của chúng sinh và công đức của chư Phật hóa hiện ra hoặc có cõi nước khắp pháp giới thanh tịnh địa cấu từ tâm sinh như ảnh như huyễn rộng vô biên như lưới đà la đều khác nhau hoặc có cõi nước khắp cùng pháp giới thanh tịnh đều khỏi các vụ trần chẳng có tâm nhiễm ô cảnh giới này là do tâm chư phật sinh ra cũng từ tâm của chúng sinh sinh ra tâm của chúng sinh thanh tịnh thì cõi nước sẽ thanh tịnh tâm chúng sinh nhiễm ô thì cõi nước sẽ nhiễm ô cõi nước đó lại giống như ảnh tượng lại giống như viễn hóa cho nên rộng lớn vô biên lại giống như lưới nhân đà la của trời đế thích lỗ lưới có châu bóng đều khác nhau hoặc hiện đủ thứ trang nghiêm tạo đường trong hư không mà kiến lập các nghiệp cảnh giới không nghĩ bản phật lực hiển bày đều thấy được hoặc có thế giới hiện ra đủ thứ pháp tạo trang nghiêm đường tự hư không mà kiến lập tất cả nghiệp của chúng sinh không thể nghĩ bản cảnh giới cũng không thể nghĩ bản đó đều là Phật lực hiện bày ra khiến cho tất cả chúng sinh nhìn thấy rất rõ ràng. Mỗi mỗi cõi nước trong hạt bụi, niệm niệm thị hiện các cõi Phật, số đều vô lượng đồng chúng sinh, phổ hiền tu hành luôn như thế. Mỗi cõi nước ở trong hạt bụi có chư Phật đang chuyển pháp luân, trong niệm niệm trong mỗi hạt bụi lại thị hiện cõi nước chư Phật. Thị hiện cõi nước chư Phật, số hương lượng vô lượng đối với chúng sinh, nguyện lực của Bồ Tát phổ hiền tu luôn luôn là như vậy. Vì muốn thành thục các chúng sinh, trong đó tu hành trải biển kiếp, thần biến rộng lớn khắp hết thảy, thảy đều khắp cùng trong pháp giới. Chư Phật Bồ Tát vì muốn thành thục chúng sinh, cho nên từ vô lượng kiếp đến nay tu hành đã trải qua biển kiếp thời gian, vì thời gian tu hành lâu dài nên tự nhiên có thần thông biến hóa, Thần thông biến hóa rộng lớn này chẳng có chỗ nào mà chẳng có, khắp hết thảy trong pháp giới. Mỗi hạt bụi cõi nước pháp giới, các biển cõi trụ ở trong đó, mây Phật bình đẳng đều che khắp, hết thảy mọi nơi đều đầy rẫy. Tận hư không biến pháp giới, mỗi hạt bụi trong cõi nước chư Phật mười phương đều ăn trụ ở trong đó, tuy mỗi hạt bụi là nhỏ nhưng có thể dung nạp hết thảy pháp giới cảnh giới này là thật chẳng phải giả người có thần thông mới thấy được trong mỗi hạt bụi mây quang minh của Phật, mình đang che tất cả cõi nước và tất cả chúng sinh khắp mọi nơi đều đầy rẫy mây quang minh của Phật. Như trong mỗi bụi tự tại dụng, trong tất cả bụi cũng như thế, chư Phật Bồ Tát Đại Thần Thông Tỷ Lô Giá Na đều thấy được. Giống như trong mỗi hạt bụi có sự tự tại diệu dụng hóa hiện, chẳng những một hạt bụi dung nạp được ba ngàn đại thiên thế giới mà mỗi hạt bụi cũng dung nạp được tận hư không biến pháp giới cũng đầy đủ sự tự tại diệu dụng này đó là nhờ thần lực rộng lớn của chư phật bồ tát mà thành tựu cảnh giới này phật tỷ lô giá na thị hiện ra tất cả các cõi nước rộng lớn như ảnh như huyễn cũng như diễm mười phương chẳng thấy chỗ sinh ra cũng lại chẳng đến chẳng nơi đi hết thảy tất cả các cõi nước rộng lớn